Hello, em Lê Gia Học ở Thuận An Bình Dương. Sáng sớm ngày hôm nay, ngày thứ tư, ngày 27 tháng 3 năm 2024, lên video bán hàng nội địa Nhật, âm thanh nội địa Nhật nguyên zin và nguyên bụi. Xin mến chào tất cả các anh em. Thì vào kênh của em ấy, thì như thường lệ là sẽ có một cái game show mini nho nhỏ để các tình yêu cũng giống như anh em đam mê trên mọi miền Tổ quốc vào bình luận đoán số vui, trúng thưởng một phần quà âm thanh trên kênh của em. Thì và là một tờ vé số mới em ghim ngày 26 tháng 3. Nếu bác nào có duyên thì trúng luôn số càng tốt, trúng càng nhiều càng tốt. Và đây là biển hiệu ở trước màn hình điện thoại của em, đây là số điện thoại quen thuộc để mua hàng nhanh nhất cũng giống như là nhận quà, 0345 848 234. Thì em vừa chốt lại bình luận rồi, gần được 200 bình luận và đồng thời là những lượt và chia sẻ cũng giống như lượt xem ngày hôm qua. Thì em cũng xin cảm ơn tất cả mọi người luôn đồng hành ủng hộ cùng với em ở trên kênh. Các anh em luôn đam mê cũng giống như là yêu thương. Thì để hợp lệ với món quà, các bác mới đi ngang qua kênh của em ở trên mọi trang mạng gặp em Lê Gia Học thì cho em xin một nút đăng ký và đồng thời là ấn chuông ở bên tay phải màn hình TV điện thoại của các bác là hợp lệ. Và mỗi khi ấn chuông rồi á, thì báo hiệu là cái chuông đấy là chuông báo. Mỗi lần mà em lên video dao động từ 8:30 cho tới 10 giờ hàng sáng thì các bác sẽ nhận được thông báo và vào xem là người sớm nhất, và đồng thời liên hệ với lại số điện thoại của em ở đây, thông tin của em ở đây để là mua hàng nhanh nhất. Và em có ghi một cái số điện thoại ở dưới phần mô tả nữa để các bác vào tiện xem. Về phần ngoại hình thì cái đầu Banna này thì em đã xoay ngoại hình ngày hôm qua cơ bản là cũng ok và em đã test về vấn đề chức năng rồi. Các bác chỉ có đoán trúng số 3 số cuối là em sẽ khui tờ vé số ra và đồng thời dò vé số và gửi quà đây cho các bác thôi. Đấy thì em vừa chốt xong, trước giờ quay thì quà cũng có thế thôi. Để em qua phần quà cũ các bác này. Thì cái quà cũ ngày hôm qua đây các bác là một quà là một đôi ken số 995. Em gửi đây có số mã bill là ở đây. Đấy. Và em có đăng lên phần hình ảnh ở trên video của em. Đấy, là ở đây. Đấy thì bây giờ là em đây là cái địa chỉ của anh ấy. Anh ấy là anh Lương đang ở thành phố Hồ Chí Minh các bác nha. Đấy là trúng quà. Đấy, vượt qua 366 bình luận, 300 gần 370 bình luận để nhận quà một đôi loa ken. Và em có gửi qua Zalo, thông tin qua Zalo anh xác nhận là thông tin của anh ấy đã ok. Đấy thì ngày hôm nay anh có nhận được cái bình luận này thì cũng lên cũng 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 ghim là cũng bình luận lên để em ghim giống như ngày hôm qua để cho mọi người đều biết được rằng là anh đã may mắn trúng, mà xít nữa thì may mắn trúng được 100k giải của đại vé số nữa thì tốt. Đấy thì em xin qua các bác nha. Em xin qua phần quà này. Và đi vào cái video bán hàng của ngày hôm nay thì em lên Onkyo và mini loa và đồng bộ. Em lên 21 sản phẩm. Thì ngày hôm qua cũng cảm ơn tất cả các bác là em bán được hai hộp kính và đồng thời là tổng thể là một cái máy chiếu và 5 5 đơn các bác. Nói tóm lại là tổng thể là 5 đơn. Thì cũng cảm ơn anh em là vào luôn đồng hành ủng hộ và tương tác chia sẻ cũng giống như là gửi lời chào lời chúc thân ái và tốt đẹp nhất đến với em. Thì trước khi đi vào giới thiệu sản phẩm thì các bác đi cùng với em 20 phút 25 phút để xem từng sản phẩm một cho nó chi tiết và đồng thời là kết bạn Zalo để em gửi hình ảnh cho qua cho các bác. Và qua đây thì lấy cái lời ở trên đầu video thì em xin cảm ơn tất cả các anh em đã gửi lời chúc chân thành cũng giống như là hỏi thăm đến em, và đồng thời nữa là em xin chúc các bác là ngày mới, tuần mới, tháng mới, năm mới và một đời luôn bình an, suôn sẻ, an khang và thịnh vượng, kiếm thật nhiều tiền để thỏa sức đam mê những cái đam mê của mình. Đấy, thì em đi vào mà video bán hàng các bác nhé. Em lên mã số 1 các bác này. Mã số 1 của ngày hôm nay thì em lên một cái đầu của đèn ông nói chung là khá cao của M30 các bác. Qua vận chuyển là bị như thế này các bác này. Bị như thế này, nó bị mất cái mạch led, tức là cái này là phần led giống như kiểu là đèn led của 3D led đấy. Đấy, của UDM30 đấy, có hệ thống chỉnh full chức năng rồi là bắt jack ở trên máy đây đầy đủ các bác này. Đấy, con này rất chi là ngon volume này, rồi bản mỏng đấy, bản mỏng. Và đây là phần ngoại hình. Về hậu đằng sau ấy, thì optical để làm giải mã out và điện 140W.
Chìa khóa của dòng này là từ 6 cho đến 16 ohm, có anten của AM và FM và các line nghe nhạc. Con này mà nếu mà ok thì là con này có chỉnh bắt jack các bác này. À, mà nó không ok rồi các bác, bị bể này cho nên là nguồn lên bình thường nhưng mà mất hệ thống. Thì em thanh lý này, ưu tiên những anh em nào có tay nghề và đồng thời nữa là về lấy linh kiện và cái con đèn ông này thì dòng mắt và những cái ấy thì nó rất chỉ là lành. Ưu tiên những anh em nào có nghề về để tân trang lại cái mặt led và để khởi động lại cái phần phiên mạch ở đây. Đấy, có hệ thống chỉnh bắt jack 550k em bao ship các bạn này. Em lên mã số 2 các bạn. Mã số 2 của ngày hôm nay thì em lên một con của FRX7 các bạn. Trước màn hình điện thoại của em đây, Onkyo. Onkyo này thì đây là phần ngoại hình. Con này là của Japan sản xuất, sử dụng điện 148W, chứa khoáng từ 4 đến 16 ohm, optical in và out, cổng súp để gắn súp điện đánh độc lập và các line nghe nhạc bao gồm anten của AM và FM. Trước màn hình điện thoại em đây. Hàng của em là nguyên zin nguyên bụi các bác nhá. Không tân trang, không sửa chữa, có sao em bán như thế. Nói chung là đi bán hàng bãi, hàng ve chai. Do đó cho nên là có sao em nói vậy nha. Mã số 2 các bác. Mã số 2 thì tình trạng của em là chạy MD và AUX này. Giá rất chi là tốt, một con của X7 này. 750k em bao ship luôn. CD đứt regular rồi các bác. Em lên mã số 3. Mã số 3 của ngày hôm nay thì em lên một con X7 này. X7 này là nguồn ok các bác nhá. Trước màn hình điện thoại của em đây. Các bác về lấy linh kiện hoặc là tân trang lại. Con này cũng là như con mã số 2. Đây là bị mất cái chắn gió các bác này. Optical này, súp này, 4 đến 16 ohm, các line nghe nhạc. Dòng này cũng thuộc vào được là xếp vào là dòng đời cao rồi các bác này. X7 đời X. Con này nguồn ok nhưng mà không hát các bác nha. Không biết là bị lỏng dây đằng sau hay là do đất do như thế nào. Thì ưu tiên các anh em thợ nguồn này. Nguồn còn bị như thế này này các bác này, chắc là do cái nguồn này này. Nguồn vào nhưng mà không có điều khiển được cái này. Lún nguồn các bác nha. 500k các bác này, 500k em bao ship toàn quốc này. Các bác về chỉnh sửa lại cái nguồn giùm em là cái chỗ này này. Bật lên bật xuống được để điều khiển này. Hệ thống của nó. Em sang bên mã số 4 các bác. Mã số 4 của ngày hôm nay thì em lên một con của FR7GX này. Trước màn hình điện thoại của em đây. Sử dụng điện 148W của Japan sản xuất, chứa khoáng là 4 đến 16 ohm. Optical chỉ có out, dòng này chỉ có out không có in các bác nha. Cổng súp này, các line nghe nhạc. Và đây là mã tình trạng của em là CD không chạy các bác nha. Đất dây của loa bẩn cơ. MD cũng như thế luôn, qua ngày tháng không sử dụng. Dây của loa bằng cao su sẽ cơ sẽ bị bẩn và bị dơ. Bác nào có tay nghề thì dễ thôi, còn bác nào không có tay nghề thì là khó. Và đồng thời nữa là nhà có gần thợ thì lấy để tân trang cái này, còn không thì các bác để nghe AUX, nghe qua máy tính điện thoại và laptop, cũng giống như là bắt qua Bluetooth Lazada 20.000 để chúng ta nghe qua không dây. Mã số 4 này chỉ 690k, nguyên zin và nguyên bụi em bao ship luôn. 690k là có một cái đầu để nghe nhạc và em được em bao ship luôn toàn quốc, các bác không mất thêm khoản gì nữa cả. Em sang bên mã số 5 các bác này. Mã số 5 của ngày hôm nay thì em lên một con của đầu 9 các bác nha. FR9GX DVD. Đầu 9. Đây các bác. Con này là thân hình nhìn nó dài hơn các bác nha. Sử dụng điện 100 optical để làm giải mã. Và dòng này 65W các bác, 4 đến 16 ohm. Có các cổng ăn chơi về DVD và 3.1.
Hôm qua có ông anh hỏi em đây, em chưa kịp trả lời bởi vì em cũng mới tiết. Nên là em tí này em sẽ định. Đấy, anh xem được video thì anh vào anh xem nhá. Optical in và out, chở khoáng 4 đến 16 ohm, đầu Onkyo 65W của đầu 9. MD tình trạng là MD chạy ok. AUX nghe nhạc qua máy tính nó tốt, có thể gắn thêm Bluetooth rời. Đấy, CD là đất ray vô loa không chạy. Nếu mà chạy CD thì sẽ chạy DVD các bác nhá. Để chúng ta xem băng qua hình ảnh, xem phim. Mà số 5 850 em bao xíu các bác này. Em sang bên mã số 6 các bác. Mã số 6 ngày hôm nay thì em lên một con một đôi loa màng trắng này của D02GX trước màn hình điện thoại em đây. Dòng loa này thì hơi lùn một chút xíu nhưng mà hậu thì rất là sâu các bác. Lỗ thông hơi vuông, nó sẽ cho một cái chất âm nghe nói là anh em nói là hậu sâu sẽ hay nè. D02 70W 140W một cặp, chở khoáng là 4 ohm của China sản xuất các bác. Thùng vách bằng gỗ nền mộc đề can chắc chắn, nặng một gấu. Đây là phần ngoại hình mã số 6. Và đây là đôi e căng. Sử dụng một đôi màng cao su. Màng carbon sợi màu trắng chất rom gân cao su. Onkyo cho chất âm chi tiết. Mã số 6 các bác. 700k em bao chip này. Nhìn vậy thôi nhưng mà rất nặng các bác nha. Em lên mã số 7. Mã số 7 thì em lên tiếp tục một con của A70E2 màu mận chín, trắng mút luôn, màng trắng mút luôn. Đây là về phần ngoại hình. Dòng này thùng vách bằng gỗ nền đề can các bác nhá. 70W 140W một cặp, 4 ohm, mắt in của China. Chắc chắn, hầu sâu. Đây là một đôi căng các bác. Mã số 7, 700k em bao chip này, màng trắng chất rom. Nhìn rất chi là thích mắt. Hàng bãi nhìn nó vẫn sắc nét các bạn. Các bác nhìn là biết ngay. Nói chung là cho dù là nó nguyên zin nguyên bụi nhưng mà vẫn sắc nét. Nhìn nó vẫn khác so với lại những hàng khác. Hàng bãi Nhật, mã số 8 các bác này. Em lên một con của Onkyo V3E. Con này tình trạng là bị mục viền các bác nhá. Đẹp nhưng mà mục viền. Con này về 10 con thì phải mục mất 10 con luôn. V3E dòng 6 ohm, 70W 140W một cặp, thùng vách bằng gỗ nền vuông thành mặt sắc cạnh của Malaysia sản xuất. Đây là đôi căng các bác. Mã số 8 này, mục viền các bác này, em giao 590k này. 590k cho anh em thợ về ra tay giùm em này. Mấy ca nữa là thành một đôi viền đẹp này. Em sang bên mã số 9. Mã số 9 của ngày hôm nay thì em lên một đôi loa của Pioneer. Đôi loa này Pioneer là thuộc vào dòng mini các bác nhá, CM31. Thùng vách bằng gỗ nền, hậu sâu, nhưng mà hậu đằng sau không được đẹp các bác nhá. Dòng này thì Tân Trang nó rẻ thôi. Cái này bằng gỗ nền rồi thì cứ xén vung thành sắc cạnh đi, xong rồi cho ghim keo vào trà đi là ok, là thành một đôi loa đẹp. Còn nếu như bác nào mà không tin về phần ngoại hình thì đường này cũng là đường sau thôi, cứ để vậy nghe. Chất âm vẫn ok, không ảnh hưởng chất âm các bác nhá. CM31. Con này là
10 chìa khóa là 8 ohm và 15W, 30W một cặp loa các bác nha. Đấy, có thể là nghe được âm ly đàn, âm ly điền tùy các bác. Hoặc là để trên xe hơi mà xe tải. Xe hơi có rồi, loa rồi thì thôi các bác, nghe qua âm ly gì cũng được, cổ cũng được, mà hiện đại cũng được, đừng nghe karaoke là được. Mã số 9 này, em thanh lý này, hết mini 200k em bao ship các bác này. $200.000 mã số 9 em bao ship. Em lên mã số 10. Mã số 10 thì ngày hôm nay em lên một con của 7GX các bác này. Trước màn hình điện thoại của em đây, Ongyo. Mặt phay nguyên zin và nguyên bụi. Đây là phần ngoại hình. Con này là 7GX, sử dụng điện 148W, 4 đến 16 ohm là chìa khóa, optical có ao không có in, cổng súp để gắn súp điện các bác này. Và các loa nghe nhạc. Con này là tình trạng của em là chạy MD, CD đứt dây loa hay là bẩn cơ gì đó, bụi mắt gì đó các bác về kiểm tra. Nếu muốn nghe, AUX nghe nhạc qua máy tính laptop, có thể gắn thêm Bluetooth ở trên Lyada. Mặt phay trắng. Mã số 10, 700k em bao ship toàn quốc. Em lên mã số 11 các bác. Mã số 11 ngày hôm nay thanh lý, lên thanh lý một con của V3 các bác nha. Con này có hệ thống chỉnh mắc chất trực tiếp ở trên máy và đồng thời FM full tần số 108 rồi ở trên máy luôn. Như một con âm ly thực thụ, công suất lớn, optical để làm giải mã. V3, Ongyo V3 điện 155W, 4 đến 16 ohm chữa khoáng, optical để làm giải mã và các line nha nha. Hậu đẹp, thùng vách, hộp đẹp. Con này thì mã số 11 này thì V3 này, như một con âm ly thực thụ, nguồn không có nguồn các bác nha. Các bác về kiểm tra nếu cháy cầu chì thì là coi là ok, là mình được lời. Còn nếu như mà bị về vấn đề là đầu vào đầu ra của dây thì các bác hàn lại. Và nếu như mà nó bị cái gì thì các bác anh em thợ kiểm tra, ưu tiên anh em thợ và đồng thời là những nào bác nào rành. Vọc vạch này, mã số 11, 550 em bao ship. Dòng V các bác nha. Em sang bên mã số 12. Mã số 12 ngày hôm nay thì em lên một con loa mini. Loa mini này là của Panasonic BM27 các bác nha. Hàng nguyên zin và nguyên bụi. Hệ này là hệ một cầu thôi, như loa bình thường các bác nha. Bana là nó hai cầu nhưng mà dòng này BM27 này có một cầu thôi. Hai dây loa. Thùng vách rất chi là đẹp. Con này chở khoáng là 6 ohm và 30W, 60W một cặp loa của Panasonic. Mã số 12 e căng đầy đủ các bác. Và tình trạng là nguyên zin và nguyên bụi, màng trắng các bác nha. Chét giấy, bị mục viền. Các bác về ra tay dùm em, bỏ ra mấy ca nữa là vọc vạch nè. Qua những làm đi làm về mệt mỏi vì đam mê nè. Và đồng thời nữa là để nghe hai bài đẹp này. Mấy ca viền nữa là xong. Mã số 12, 250k em bao ship toàn quốc các bác này. Thùng đẹp, hoặc là các bác về lấy thùng, lấy chép, lấy gì lấy. Em sang bên mã số 13. Mã số 13 của ngày hôm nay thì em lên một bộ Panasonic của BM37. Đấy các bác, rớt tiêu mất đầu cái chết đầu rồi. Em thanh lý các bác nha. Cả bộ này vẫn chạy AUX ok, e căng đầy đủ này. Đấy coi như là đôi loa là em chỉ bị mục viền. Đôi loa bị mục viền em chỉ tính cái vỏ và cái bát thôi. Còn nội thất ở bên trong cũng giống như ấy thì là các bác cân đối này. Đây là về dây này, dây nhựa này nguyên zin nguyên bụi đang còn xốp này. Đấy từ lưa mắc mưa hết trơn. Đây, dây nguồn này thì em sẽ cấp cho các bác nhá. Sử dụng điện 150W này, 42 cầu, 4 dây loa. Có optical luôn. AUX nghe nhạc đằng sau luôn, BMB nghe nhạc luôn, USB luôn. Dòng không hề thấp các bác. Đây. Rồi 350k căng đầy đủ các bác này.
Có gãy các bác nha. 350k mã số 13 em bao ship luôn. Em mới test đầu với thôi các bác. Hát ok rồi, màn hình thì bị thâm. À, em nhìn thấy vậy thì em cũng không có gắn loa khác vào em test cái đầu này. Các bác về kiểm tra xem nó chạy cái gì thì các bác được. Em lên mã số 14. Mã số 14 của ngày hôm nay thì em lên một bộ của Panasonic BM77. Trước màn hình điện thoại của em đây. Dòng này cho chất âm rất chi là hay, chạy 5 khay CD mà không chạy các bác nhá. Chưa chạy. Chắc vào tay anh em chúng ta thì cũng chạy thôi, còn em thì không làm cho nó chạy được. Cho đó cho nên em bán không chạy, MD chạy ok, băng ở trên này không chạy các bác nhá. Và đây là phần ngoại hình các bác. Nguyên bộ dây thôi cũng là một nùi rồi. Rất là dài. Hàng đi đồng bộ. Dây nguồn bằng vòng số 8 này em sẽ cấp. Sử dụng điện 100. Con này 65W các bác nhá, hệ 2 cầu. Có BMB nghe nhạc, có AV nghe nhạc, có optical để làm giải mã. À có, em xin lỗi các bác, có USB đầy cũ. Đây là đôi cam. Viền còn xài ok các bác nhá. Em lên mã số 14 này, 700k e căng đầy đủ, HMD và AUX nghe nhạc qua máy tính laptop và điện thoại. 700 qua nguyên một bộ em bao ship luôn. Em sang mã số 15. Mã số 15 thì em lên một cái đầu của đèn ông. Đèn ông này là DM2 các bác nhá. DM2 thuộc vào dạng là đầu đứng của mini, nặng và gấu. Đây các bác, súp này, AUX nghe nhạc này, optical out này, anten này, sử dụng điện 100 này, 42W này, không để nơi sản xuất. Dòng này là chở khoáng là từ 6 đến 16 ohm này. Còn về phần ngoại hình, ngoại hình của mã số 15 này của em, về chức năng, táp chạy ok này. Táp là đường trên này chạy ok các bác này, nguyên bụi vẫn chạy. MD chạy ok này, CD chạy ok này. FM full tần số rồi trực tiếp ở trên máy này. Và AUX nghe nhạc qua máy tính laptop và điện thoại này, có thể gắn thêm Bluetooth này. Tóm lại là full chức năng, mã số 15. 590k em bao ship này. Em sang bên mã số 16 này. Mã số 16 của ngày hôm nay thì em lên một bộ của N3X các bạn này. Màn hình xanh. Cả loa và đầu đi đồng bộ của N3X của Onkyo. Đây là đôi loa của N3X các bạn này. Thùng vách bằng gỗ nền, vuông thành và sát cạnh. Và đây là cái của Onkyo N3X này. Sử dụng điện 100 của Japan sản xuất, 42W. Có optical, có cổng súp. Optical nhưng mà out các bác nha. Hàng đi đồng bộ, có line nghe nhạc. Anten của AM và FM, đây là chiếc loa bên phải màn hình. Đấy thì em quay cơ bản là cũng ok. Thì các bác Zalo với em để thêm phần chi tiết nhá. Đây là đôi e căng. Và tình trạng của em con này là MD chạy ok, CD không chạy các bác nhá. AUX nghe nhạc qua máy tính laptop và điện thoại, có thể gắn thêm Bluetooth. Đôi loa là vuông thành sát cạnh. FM full tần số 108 chỉ như trên máy. Bắt chéc ok, màn hình xanh. Âm 10 và gọng 10. Mà số 16, 1.400.000 đồng em bao ship này. Rồi em sang mã số 17 các bác. Mã số 17 của ngày hôm nay thì em thanh lý cái đầu của B320, đầu dàn chung của Pioneer. Đầu này cao hơn 40 các bác nhá. Tầm 40. Sử dụng điện 100V 64W. Con này là chữ khoáng nó nằm ở đâu để em báo cho các bác.
Rồi có gì thì Zalo sang thì em báo cho các bác, các bác nó đang nằm ở đâu để em tìm xem cái số chữ nó nhỏ. À đây các bác, từ 6 cho đến 16 ôm các bác nha. Rất chi là khỏe, kéo loa nào cũng được. Cứ loa nghe nhạc là kéo tốt. Rồi đây các bác, mã số 17. Chỉ 1 triệu đồng này, chạy AUX các bác. Em bao ship, CD không chạy, DAP chưa chạy, có equalizer để nghe nhạc. 1 triệu đồng em bao ship luôn. Thanh lý nhanh gọn. Em lên mã số 18 của ngày hôm nay. Mã số 18 của ngày hôm nay thì em lên nguyên một bộ của Onkyo FR-X7 trước màn hình điện thoại của em đây. Loa màng trắng, gân cao su màu mận chín, ê căng đầy đủ. Đây là phần ngoại hình. Loa thùng vách bằng gỗ nền vuông thành sát cạnh các bạn. Con này sử dụng điện 148W của Made in Japan. Optical để làm giải mã là out và sub. Hàng đi đồng bộ các line nghe nhạc, thùng vách đẹp. Và đây là đôi ê căng. Còn về phần bộ này của em thì tình trạng này, trước màn hình điện thoại của em đây là MD chạy ok, CD đứt dây của loa không chạy, AUX nghe nhạc qua máy tính laptop có thể gắn thêm Bluetooth. Mã số 18 nguyên một bộ, 1.400.000 đồng em bao ship các bạn này. Em sang bên bộ số 19. Bộ số 19 ngày hôm nay em lên một bộ của N7X này. N7X màn hình xanh. Đây các bạn. Sử dụng điện 148W và optical để làm giải mã các bác nhá. Made in của Japan, có tích hợp thêm cổng súp. Chiếc loa bên này không được đẹp giống như chiếc này các bác. Đây là đôi ê căng. Mã số 19 các bác này. Nguyên một bộ này, màn hình xanh này. 1.500.000 em bao ship các bác này. Em lên mã số 20. Mã số 20 của ngày hôm nay thì em lên một đôi loa của Onkyo. Onkyo này là của X7. Màng trắng, sợi carbon titan, gân viền vải xếp. Loa thì mập mạp, múp máp, thùng vách bằng gỗ nền. N7 70W 140W một cặp, chở khoáng là 4 ôm China sản xuất các bạn ạ. Thùng vách bằng gỗ nền bọc đề can vuông thành và sắc cạnh. À, em quay về màn hình này. Con này là mặt phay trắng các bác nha. Mặt phay trắng và đồng thời nữa là bên loa bên này là hơi hở chút xíu. Về dán lại dùm em là ok, kéo này lên. Đây là đôi căng. Rồi mặt phay trắng mà mập mạp múp máp này, đẹp này. Con này em xả ngày hôm nay giảm giá này, tụt quần 800k em bao ship này. Một đôi loa rất chi là đẹp. Em lên mã số 21. Và cũng là kết thúc video của ngày hôm nay về dàn. Em lên một con S7GX này, DV này. Tức là loa này là của cái đầu DVD. Màng trắng này, gân cao su trắng mút luôn, chất rôm, toàn thân bằng gỗ nền đề can.
S7 DVD 70W 140W một cặp, chìa khóa là 4 ôm của China sản xuất. Vuông thành mà sắc cạnh này. Đôi loa này có cái hậu rất là đẹp các bác. Thùng vách rất là đẹp. Mỗi tội là góc bên này này, đấy, qua vận chuyển bị chảy mất tí lớp đề can này các bác. Rất là tiếc không có là em này hoàn thiện. Chét đẹp, bát đẹp, thùng vách đẹp, chảy mất út chít đề can này. Đây các bác này. Về gửi ghim lại giùm em. Đây là đôi ê căng. Em đã test ok. À, đôi này giảm giá sâu các bác này, 700k em bao ship toàn quốc. Bác nào mà không thiên thiên về thần ngoại hình, về chất âm, chơi hàng bãi Nhật thì lấy những đôi như thế này, này rất là ok. Và kết thúc video của ngày hôm nay thì một lần nữa là em lên 21 sản phẩm. Các bác vào theo dõi có gì ủng hộ em. Và đồng thời nữa là cho em gửi lời chào cũng giống như là lời chúc tới anh em đam mê luôn ở mọi nơi, trên mọi miền tổ quốc, luôn an khang thịnh vượng, gia đình thì hạnh phúc. Em xin kết thúc video rồi các bác. Chào các bác, hẹn gặp lại ngày mai ạ.